Chào các bạn, hôm nay Ngọc Anh sẽ tiếp tục quay cho các bạn xem một cái máy đo khoảng cách của Boss trong một cái series những cái máy đo khoảng cách mà Ngọc Anh đã quay cho các bạn. Hôm nay là một cái model có khoảng đo lớn hơn 80m. Ở trước đây thì Ngọc Anh đã đo, quay cho các bạn xem những cái máy 30m, 40m, 50m và ngày hôm nay là 80m và đã mở sẵn ra cho các bạn xem. Thì trong đây có máy bao da phiêu hành, giấy test, giấy test của hãng, giấy test của hãng và hướng dẫn sử dụng. Tất cả những sản phẩm mà do công ty nhiệt cầu Việt của Ngọc Anh cung cấp thì đều là hàng chính hãng, và riêng với Boss thì nhiệt cầu Việt là một trong những trung tâm bảo hành ủy quyền của Boss, và các bạn sẽ thấy tên của công ty nhiệt cầu Việt trên cái phiếu bảo hành này, các trung tâm bảo hành trên toàn quốc. Và khi các bạn nhìn đến khu vực Đồng Nai thì sẽ thấy công ty của Ngọc Anh, công ty nhiệt cầu Việt đây các bạn. Thì chính vì lý do đó mà các bạn có thể hoàn toàn an tâm mua các sản phẩm của bên nhịp cầu Việt. Đây các bạn, đây là model máy GLM 80. Cái nút bấm rất là chắc chắn ha. Cái model này đặc biệt so với lại những cái model hoàn toàn, những model khác đo khoảng cách của Boss, đó chính là các bạn nhìn thấy nè, ở đây có một cái cổng sạc, có nghĩa là model này là sử dụng pin sạc ở phía trong ha, và đây là cổng cắm. Các bạn sử dụng cùng với lại cái cốc điện thoại, cốc để sạc điện thoại, hoặc là chúng ta có thể sạc từ máy tính, tùy ý các bạn ha. Đỡ tốn tiền mua pin, không cần phải thay. Tuy nhiên là nếu như các bạn đang sử dụng, nó có bị cái hạn chế là nếu như các bạn sử dụng ở những cái chỗ mà nếu như hết pin thì các bạn phải sạc, chứ không thể mua pin để thay vào. Đó là cái hạn chế. Tuy nhiên cái lợi ích của nó là các bạn không phải tốn tiền mua pin, và các bạn chỉ cần cắm điện là sạc. Và nhớ rằng là hãy sạc đầy trước khi mình muốn sử dụng, đơn giản như vậy thôi. Ở phía sau này, ở đây các bạn, model này ha, những cái máy đo khoảng cách của Boss thì được làm tại Malaysia, các bạn thấy không? Make in Malaysia. Sau số series và ngày sản xuất ha. Pin được xài bằng pin Lion đồng hành luôn, các bạn thấy không? Pin Lion rất là xịn ha. 3.7V pin Lion. Và đây là, các bạn thấy là đây là cái cây để định vị cái chỗ mình muốn đo ha. Khi chúng ta mở ra, đây là cái điểm này, điểm chúng ta muốn đo ở đây. Máy thì được bọc cao su xung quanh hai bên này, giúp cho cái việc cầm của chúng ta nó rất là dễ dàng, không bị trơn trượt ha. Vừa êm tay và vừa không có trơn. Đây là những phím chức năng của máy, để con mở ra xem có sạc chưa. May quá. Còn chưa kiểm tra trước nhưng mà nó đã có pin sẵn ở trong này. Họ anh sẽ giới thiệu cho các bạn một số cái tính năng, cái phím tính năng của máy ha. Đây là nút chúng ta chọn cái điểm đo này, các bạn thấy không? Chúng ta chọn cái điểm đo, đây là đường cuối. Nơi chói đó,
như này, các bạn có thấy này, để như thế nào cho các bạn thấy đây à. Đây là chọn điểm đo, màn hình nó sáng lên thì các bạn lại không thấy ha. Đó, đây mình thấy nè. Rồi, ok, kể đi. Khi mà Ngọc Anh bấm thì nó cái này không thấy ha. Đây là phím tính năng này, chức năng, function. Đây là những cái chức năng rồi. Mình thấy là đây, đó, đây là đo tam giác nè, đo tam giác kiểu này, đo diện tích, đó là, đây mình bấm cái này đi. Đó, đây là những cái tính năng đo nữa này, có thể đo hình chữ nhật, đây là đo dài, đo hình chữ nhật, đo thể tích, à, bên này thì sao, nút bên này. Đây, đo góc, đo góc, wow, đo góc của anh. À, rất là nhiều tính năng đo ở đây ha. Nó cũng giống như những cái model trước đây. Bởi vì nó hơi chói nên anh không có thể cho các bạn thấy được. Các bạn mình quay vào buổi tối ha. Tức là mình tận dụng thời gian buổi tối để mình quay cho các bạn. Cái đèn thì nó khi mình bật lên thì nó lại chói. Đó là một cái chức năng thì model này cũng tương đương giống như là những cái model mà các bạn đã quay trước đây. Nó cũng có những chế độ giống như là đo khoảng cách, đo hình chữ nhật, đo hình tam giác, đó những tính năng cơ bản của nó. Và đặc biệt ở cái model này đó là chúng ta sử dụng pin sạc. Và khoảng cách đo tối đa của nó là tới 80 mét. Và nếu như các bạn cần đo với lại cái khoảng từ trên 50 mét, trên 50 mét và dưới 80 mét thì đây là một cái sự lựa chọn của các bạn. Các bạn sẽ tiếp tục quay một cái model khác cho các bạn ở cái video tiếp theo, những cái model mà đến 150 mét và có camera. Đó là một cái model rất là đặc biệt của Boss, để cho giúp cho các bạn có thể đo được ở ngoài trời. Các bạn thấy rằng là các bạn hình dung là những cái model mà đo bằng tia laser màu đỏ, tia laser đỏ như thế này. Không phải chỉ Boss mà rất là nhiều các hãng khác. Rất nhiều các hãng, tất cả các hầu như tất cả các hãng thì nếu như mà chúng ta đây đo bằng cái tia laser, đo tê bằng khoảng cách bằng laser thông thường đỏ như vậy, thì nếu như ngoài điều kiện trời nắng thì chỉ khoảng chừng 20 mét là chúng ta đã không có thấy nó rồi, không thấy điểm đó, nên rất là khó khăn trong cái việc mà chúng ta đo. Thì chính vì lẽ đó mà Boss có một cái model chuyên dụng đo ngoài trời ha. Bạn sẽ quay cho các bạn ở một cái video tiếp theo. Nếu như các bạn cần một cái sản phẩm mà để đo ở ngoài trời, có một cái camera giống như là
máy chụp ảnh của điện thoại của chúng ta, thì Boss hoàn toàn có thể đáp ứng được điều đó. Các bạn cần tất cả những cái máy đo khoảng cách của Boss thì có thể liên lạc với lại Nhịp Covid, của liên lạc với Ngọc Anh theo số điện thoại phía dưới, hoặc là vào website bossdongnai.com.vn, hoặc là để lại số điện thoại thì Ngọc Anh sẽ trực tiếp liên lạc với các bạn. Cảm ơn các bạn và rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ theo dõi kênh của Nhịp Covid. Cảm ơn.